Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Báo cáo với các đồng chí, bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài Philly BS. Đây, đài Philly BS. Đấy, thì quen gọi là đài Philip nhá, tại vì nhưng mà ở đây nó không có dấu sắc nên là không đọc là thành Philip, thế nhưng mà đọc chuẩn ra là Philly BS. Đấy. Thì mình cứ đọc nó cho nó thông thường đi nhá. Đây là đài Philips. Mà đài Philips thì cái nguồn gốc xuất xứ của cái hãng Philips này là đến từ đất nước Hà Lan. Chiếc đài này ăn điện 220V. Tình trạng hoạt động của nó, phần đĩa CD là Trần Văn Tịt. Phần đĩa CD là Trần Văn Tịt. Phần băng cassette là Trần Văn Tịt. Phần băng cassette là Trần Văn Tịt. Chỉ có để nghe radio thôi. Radio thì chỉ có nghe băng sóng FM thôi. Thế còn băng sóng AM ấy thì Trần Văn Sôi. Thì mình đã mời mọi người soi nội thất chiếc đài này rồi. Thì chiếc đài này nếu như mà đến tại nhà mình để mang về thì mình nói ở video trước rồi là mình lấy 70.000 đồng, không có dây nguồn nhá. Đấy, thế còn nếu có dây nguồn là 90.000 đồng. Đấy, thế còn gửi đi là 120.000 đồng. Còn gửi đi mà bao ship là 150.000 đồng. Tức là ví dụ như mà ở xa không đến được thì là mình gửi đến tận nhà thì là chỉ có 150.000 đồng thôi. Còn ship hết bao nhiêu đấy là mình trả nhá. Đấy, bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài này. Nghe radio thì ấn nó lên một nấc. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có... Volume to nhỏ đây này. Volume to nhỏ này. Đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều vạn như này là biết rồi, là rất chi là nhẹ nhàng và êm ái nhá. 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển để Bắc Bộ. Để đầu giường để tối nghe chuyện thầm kín nhá, hay là bạn hãy nói với chúng tôi hay là muốn nghe gì nghe hợp lý. Bé nhỏ gọn xinh xinh. Gần sáng ngày mai có mưa rào rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ. Giò sóng ở đây. Giò sóng ở đây. Gió đông cấp 4 cấp 5. Giò sóng nhá. Vừa rồi là thông tin. Nhưng mà giò sóng mà cứ gặp vào chương trình mà phát cả nhạc là mình phải cho qua đấy nhá. Đấy, vì không cho qua là người ta phạt bản quyền. Đấy, nét đấy chứ không có đùa. Toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu 7147076 cũng tặng cho một nửa yêu thương với lời nhắn: em yêu anh nhiều lắm. Xin mời các bạn nghe đài đón nhận món quà này từ bạn Phong, số điện thoại cuối 97557. Phong chúc các bạn thư giãn vui, chúc những ai đang yêu thật hạnh phúc nhé. Bởi cho các em nhỏ về cái sự học hành và em thấy là rất ít tổ chức hay là cá nhân nào để thành lập một cái dự án để chuyên là tổng thống Mỹ sau đó là chuyên cho nó một. Khi mà người dùng Việt Nam chúng ta nên hạn chế cái điều này. Đương nhiên thì OpenAI sau khi có dữ liệu về họ sẽ lọc lại. Lọc AI để lọc về cái điều đó. Nhưng mà đôi khi nó lại không hết. Và hiện nay từ cái tiếng Anh của chất nhưng mà tiếng Việt. Nó sẽ nhầm lẫn vào những cái thuật ngữ, những cái từ. Nó có đài bản ấy. Khó khăn ban đầu á, tôi tính kêu gọi nguyên gốc từ những cái mối quan hệ xung quanh mình, ví dụ như là bạn bè, người thân. Tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Thu Hòa và Hoàng Ngân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thông tin quảng cáo. Trong đó, ai cũng có thể mắc bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết thường bùng nổ thành dịch lớn, rất nhiều người mắc và có thể tử vong. Mũi vằn là trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine, chưa. Gặp hát là không dừng lại được. Nó dừng lại nó phạt vần vườn ngay. Đấy, hát đấy, hát đấy. Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh như sau. Tôi bị mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt. Tôi có sử dụng sản phẩm hoạt huyết bổ mặt. Em muốn kinh phí chủ động để duy trì những cái lớp bóng đá miễn phí của em. Tình trạng suy giảm các lưu lượng máu để lên nuôi não và từ đó có thể gây ra các cái triệu chứng. Cho nên việc mà bạn đã sử dụng các sản phẩm hoạt huyết bổ mặt. Đại bản đấy. Không đủ bù cho chi phí sản xuất, cuối cùng phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Và sầu riêng là loại cây trồng được ông Song lựa chọn đầu tư. Nói chung là bắt được nhiều đài lắm nha. Ta cảm thấy mọi người về cái việc mà rèn luyện sức khỏe, tập thể dục thể thao nó càng được nâng cao hơn nữa đó chị. Thì tại quan tâm đến những cái dự án về thể thao nhiều. Bắt được nhiều đài chứ không phải là bắt được ít đài. Thế nhưng mà những cái đài mà người ta phát chương trình ca nhạc là mình bắt buộc mình phải cho qua nha. Vì không cho qua là người sẽ vi phạm bản quyền. Đấy, nó lằng nhằng mì tôm nó ở cái chỗ đấy. Nhắc lại với lại các đồng chí trước này, Philips chạy điện 220V, chỉ có để nghe radio. Mà nghe radio thì chỉ có nghe băng sóng FM thôi, chứ còn AM là không bắt được. Không phải chuyển cái này nhá. Tại vì cái công tắc này mình nội soi mình chia sẻ với các đồng chí rồi, nhưng công tắc này nó hỏng với là mình đấu thẳng vào rồi, nên là giờ chỉ có để nghe băng sóng FM thôi, chứ băng sóng AM không nghe được nhá. Đấy, mình cung cấp một mức thóc là 150.000 đồng bao ship toàn quốc nhá, 150.000 đồng ở bất kỳ tỉnh thành nào trong 63 tỉnh thành, mình gửi hàng đến tận nhà nhá, cứ ở nhà rung đùi đợi hàng đến là vỗ tay thôi nhá. Đấy. Xin thưa với lại người thượng đế, chiếc đài Sony có model là CFSOS 401SC đang hoàn thiện nhá. Nên là các thượng đế đặt hàng của mình thì cũng thông cảm cho, để là một chiếc đài coi như là nó hoàn chỉnh thì cũng khớ thời gian đấy. Đấy, chứ không phải là coi như thế là cứ mua về xong là đăng lên bán ngay nhá. Tại vì còn phải xem phên vỉ, nếu như phên vỉ nó mà bét nhè rồi thì phan đình đáp, loa của nó mà cuốn lại rồi cũng phan đình đáp nhá. Đấy, nên là cái tiến độ của nó không được nhanh. Ai chẳng muốn bán nhiều nhá. Bán nhiều thì nhiều thóc, mà nhiều thóc thì lại đẫy cái diều. Đấy, thế nhưng mà mình, cái tiêu chí của mình là lấy chất lượng chứ không lấy số lượng. Kể cả ngày bán được có một chiếc thôi nhá. Đấy, ngày có bán được có một chiếc thôi, thế nhưng một chiếc của mình là nó đủ tiêu chuẩn. Một chiếc của mình mà khi gửi đến là các thượng đế cứ vỗ tay nhá. Chứ còn bán nhiều chiếc một ngày mà lại gửi đến xong rồi lại gửi lại thì nó chẳng ra làm sao cả nhá. Đấy. Đấy, đang quay video lại có số điện thoại 6384 này. Đấy, 6384 định chẳng biết thế nào cả. Nhưng mà bây giờ đang quay video thì cũng số nào thì số, đang quay video thì cũng chịu. Đấy. Đài thì mình rất nhiều. Thế nhưng mà có rất nhiều người đặt chứ không phải một người đặt. Bởi vậy những ai đặt trước mình làm trước, những ai đặt sau mình làm sau nhá. Đấy, âm ly vậy, ngày hôm qua thì phải chuyển qua bán âm ly, tại vì có rất nhiều người để bảo là bây giờ không bán âm ly nữa à nhá. Thì nói chung là bây giờ thì đang thiên về đài, âm ly thì vẫn có khoảng tầm 4-50 chiếc. Thế nhưng mà chỉ có âm ly
12 xò trở lên thôi nhá. 12 xò trở lên thôi, chứ còn 8 xò, 4 xò, 8 xò còn con chiếc sao? Còn 4 xò thì giờ không bán nữa. Đấy, đặng xin thưa với lại các đồng chí là như vậy. Đây. Đài thì nó là biển trời bao la nhá. Đài thì nó là biển trời bao la. Đây. Đấy, đài biển trời bao la. Đây. Đấy, đài biển trời bao la đây. Đây. Đài thì thôi khỏi bàn. Đây, đài đây. Đấy, đài đây, băng đài đây. Băng đài đây này. Đấy. Băng đài này. Đấy, đây đây này. Đài này. Đài này. Đấy. Hôm nay xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. 谢谢